cho sinh cảnh đồng bưng, rừng hoang gần như không còn. Khi con người có thể hòa khí dưỡng sinh cùng hoang dã, thì ông thầy thuốc này thờ Hải Thượng Lãng Ông và Tuệ Tĩnh, hai vị tổ sư của ngành dược cổ truyền Việt Nam. Hung đúc tinh thần đó, ông dựng đền Hải Tuệ với ngụ ý trí tuệ bao la, tôn trọng thiên nhiên và tự nhiên vì nó cho ông nhiều vị thuốc hay, nổi trội là cây tràm gió. Ông bảo tồn, kính trọng những người thầy khai sinh ra tinh thần và đường hướng cho dược liệu Việt Nam, ông dựng tháp. Tìm đúng cái điều cần tôn trọng, ông đã nhìn thấy cái bất tận của cuộc đời. Năm sau khi đất nước hết chiến tranh, phần đông người tìm về thành phố làm việc và sinh sống hoặc về nông thôn theo những chiến dịch động viên. Còn dược sĩ Nguyễn Văn Bé thì tự động viên mình, tự chỉ thị cho mình phải nộp đơn với giới hữu trách để được về Đồng Tháp 10, mà khi ấy quan giả vẫn còn hiển hiện, nhưng nguy cơ xâm hại nó cũng bắt đầu hừng hực. Năm đó, năm 1983, đúng 30 năm trước khi chúng tôi quay cảnh phim này, một người đàn ông trạc tứ tuần, thân hình rắn chắc như gốc tràm, da phơi một nắng là đen, lầm lũi về khu rừng tràm Nồi Gọ, Quan Vắng thuộc xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Khi đất Tháp 10 nê địa, chua phèn không ai thèm để ý, thì ông về đây gầy dựng một xí nghiệp nghiên cứu khai thác chế biến cây tràm gió, lấy tinh dầu phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Mùi tinh dầu tràm sực nức trong ông nhiều ước vọng, đường hướng nhiều trí tuệ mà khởi đi từ đồng bưng ấy của ông được giới chức Long An ủng hộ. Nhà chức trách quần sắn gối cùng ông và hào sản quơ tay một vòng gần nửa đường chân trời, hàm ý giao đất rộng lớn cho ông. Và khi đặt bút ký, ông nhận 2.000 hecta gồm đất bưng, cây đưng, cây lát, đất rừng, từng chùm cây tràm gió và đất đồng, cỏ năng, cỏ bàng. Tất cả những loài cây hoang dã thuộc loài hảo hạng ấy đang sống trên vùng đất nhiễm phèn nhất Việt Nam. Tháp 10 trong con mắt chìm sâu của ông thì mùa nắng đất khô cỏ cháy, không cháy thành lửa ngọn mà cháy ngúng âm ỉ. Nắng xuống nước dậy phèn lợ chua, giữa trưa chó khè lưỡi hồng hộc chịu đựng cơn khát. Nhưng một tháp 10 ngó đâu cũng thấy vị thuốc chữa bệnh cứu người mới thật sự cuốn hút và đặt để cho cái nghiệp mấy mươi năm sau của ông. Thời đó, no bụng là chuyện đâu dễ dàng. Để có cái ăn thì đất phèn hành hạ ông đủ điều, khiến ông phải nghĩ ra nhiều cách để duy trì xí nghiệp, kể cả nuôi trâu như một thứ đầu cơ nghiệp. Lúc nhỏ thèm học, ông cởi trâu gần trường ngó vô lớp cho đỡ thèm. Khi làm giám đốc xí nghiệp, ông cởi trâu lên huyện họp hành, vì thời đó xăng dầu khan hiếm, đường bộ thì chưa có. Cởi trâu đi tắt về ngang là hợp thời. Như người Pháp từng làm trước đây khi đặt tên cho xứ này là Đồng Lao Sậy, ông Đào Kinh hỗ trợ ông, tỉnh Long An đưa vô đây một trung đoàn lính. 3 tháng ròng nước sông công lính, cả 1.000 chiến sĩ chỉ với bằng dụng cụ thô sơ đã cùng ông khơi một con kinh đưa nước từ sông Giàm Cỏ Đông vào sâu trong rừng tràm.
Con kinh mà mồ hôi hàng ngàn người đủ để làm mềm đất ấy là một thủy lộ duy nhất lúc bấy giờ dẫn con người vào với thế giới thiên nhiên tháp 10. Hơn 30 năm, biết bao lần rác tay dẹp cỏ bắc, loạn choạng bấu víu vào những cọng năng, hụt chân với tay vịn những nhánh tràm cho khỏi ngã. Cỏ sung mãn đất hoang nên thường thượt cao lấp ló đầu. Người đi sau không theo dấu người đi trước là có thể lạc nhau. Ông nhớ bàn chân trần dậm dò, khuấy động làn nước phèn trong veo khi đã lắng những bợn phèn chua. Rồi mùa khô chạy đi chữa lửa, đôi chân trần chợt nghiêng ngã khi dẫm lên thớ đất khô sắc cạnh. Tháp 10 có tỷ lệ kinh đào vào loại nhất Việt Nam. Những dòng kinh khôn ngoan, khi thì giữ nước, khi thì dẫn nước, khi thì chứa nước, khi thì tống tiễn phèn chua. Và những dòng kinh xanh xanh ấy không quên là thủy lộ, là ao trồng rau, nuôi cá. Dược sĩ Nguyễn Văn Bé đã tự thiết kế và tổ chức thi công hệ thống kinh mương hơn hàng trăm cây số, bao bọc khoảng 1.000 hecta rừng tràm. Ông thiết lập cho đồng bưng những quyết mạch tuần hoàn, tuân theo tự nhiên của dòng chảy, của hướng gió và hướng cá đi. Ông tạo hai lớp kinh dành đai để ngăn hóa chất của các loại thuốc dùng trong nông nghiệp từ bên ngoài có thể xâm nhập vào, trong một nỗ lực sao cho môi trường không hề bị xâm hại, kể cả bọt xà phòng cũng không được thải xuống những dòng kinh. Hai lớp kinh như đôi bức tường bằng nước canh giữ quanh năm cho cây cỏ an lành. Nguồn nước phèn nhưng sạch dung dưỡng cho ông vô số thực vật tháp 10. Cỏ rong, bông súng ma, rau cạn thông dong trong nước tạo sinh cảnh cho cá, điều hòa dòng nước. Dây bồng bông, dây choại hớn hở leo lên cây tràm, tạo những dòm xanh mát cho mặt đất rừng ít bốc hơi nước trong mùa khô hạn. Cả ngàn hecta đồng bưng tháp 10 trong tay ông là một sinh cảnh mà thiên nhiên đã gầy dựng từ triệu năm trước. Mỗi một chiếc lá, thân cây, bộ rễ của cây cỏ sống đời tự do, ngầm chứa cho ông những tinh chất giúp người. Ngày lại ngày, ông nhiệm màu cùng thiên nhiên. Về tháp 10, nương theo hoang dã, ông sống đời tự do. Khi thiếu chất đốt, người ta đốn tràm gió. Khi cần đất làm ruộng, người ta phá tràm gió. Khi đói, khi thiếu thốn thì người ta có nhiều lý do để hạ loài cây mà lá của nó chỉ làm ra dầu trị thiên thời cảm mạo. Để cây tràm gió đừng ngã xuống, ông làm nhiều cách. Ông nhường 1.000 hecta đất được giao lại cho dân và cùng họ bàn cách làm lúa. Đầu hôm sớm mai, ông xớt cho họ từng lon gạo. Nửa đêm tối trời, ông chữa bệnh, chữa rắn cắn cho họ. Trong rừng tràm, ông không cho dùng dao, dùng búa đốn cây. Cây chết khô có thể xô ngã. Thương dân nghèo, ông cho một ít làm củi chuẩn, phần còn lại để nó phân rã tự nhiên. Mỗi cây tràm tự nhiên với đời sống tự do, chúng sẽ hữu ích cho con người hơn là khi con người can thiệp vào đời sống của chúng. Những cánh rừng tràm là da thịt của ông. Chúng như cùng nhịp thở với ông, cùng hòa quyện với cây tràm để tìm ra cái thần dược trong lá, trong cây. Càng tôn trọng đời sống tự nhiên của chúng,
ông càng có nhiều thần trong dược liệu. Nguồn lợi từ đồng hoang không phải là thứ nào mình cũng bán đi để lấy tiền, mà quan trọng là phải biết giữ lại. Mùa cá đẻ, ông tạo đường nước cho cá lên chân rừng tràm ngập nước để làm ổ, kết bọt, đẻ trứng. Chính cái tự nhiên của tràm, của mỗi một gốc tràm với những màn rễ đã tạo tiền đề cho sự tự nhiên phát triển đàn cá. Khi xuất hiện sự mất cân bằng, bầy cá con có nguy cơ bị tổn thất nặng nề, thì ông giữ chúng lại như giữ một bầy trẻ. Khi chúng cứng cáp, tự tung tăng được, thì ông thả nó về đồng bưng. Ông tôn trọng quyền sở hữu tự nhiên của muôn loài. Như thể cá đang sở hữu nguồn nước và cây đang sở hữu đất đai. Rừng tràm và đồng bưng của ông đã trở thành phim trường ngoài trời cho bộ phim Cánh đồng bất tận. Cái bối cảnh không thể tìm ở nơi khác mà lại dễ thấy ở đây là kết quả gìn giữ của ông hơn 20 năm qua. Sự bất tận trong ý tứ của phim đã được giải bày qua bối cảnh hoang sơ bất tận ở đây. Sức cuốn hút của phim kéo theo sự tò mò của giới trẻ. Họ tự hóa thân thành nhân vật trong phim để được hưởng niềm vui hoang dã mà bối cảnh đem lại. Cũng như chủ nhân của cánh đồng, ai đến đây đều được ngâm mình trong nước phèn, chịu để thân mình cho muỗi cắn. Nhưng cũng được êm ái bước chân trần trên thảm cỏ bàn, biết lót dưới lưng những cành tràm để ngã lưng thiếp giấc ngủ trưa. Cái phần trắng này để con chim chích nó rút lên, cái mỏ nó cắn những vật cái cọng lên. Trong những ngày đoàn phim Cánh đồng bất tận ghi hình ở đây, thì người nhân viên này của ông Nguyễn Văn Bé vừa là tài công, vừa là hướng dẫn viên. Ông là người truyền cảm hứng hoang dã cho đoàn phim. Ông tham gia dựng cảnh cho thật giống với tháp 10 hoang sơ. Ông đóng những cảnh phim cần những kỹ năng lao động như người tháp 10 từng sinh sống. Phim Cánh đồng bất tận ăn khách khiến khán giả tìm đến với đồng hoang, và bộ phim như được trình chiếu một lần nữa. Như đền bù cho cái cơ cực xưa kia, thành quả của ông bây giờ là chỗ để trai gái khoe duyên, để chúng nó vẫn nhớ cái ông ba đất phèn từng rác lưng khi tràm cháy, rác họng khi thiếu nước. Nước mênh mông nhưng là nước phèn, nên ông đã từng trải tấm ni lông lên võng hứng nước sạch để dùng. Rồi ông như cọng bông súng trầm mình trong nước mà ngủ để tránh muỗi cắn.
vào đồng hoang, nhưng ông không khai phá, chinh phục, không bắt thiên nhiên tuân theo những mệnh lệnh của con người. Ngược lại, ông cho rằng ông nhận mệnh trời để gìn giữ thiên nhiên. Vậy là trời cho con cháu ông những con cá, cọng rau mà ngày nay hàng triệu người thèm khát. Vì hàng triệu người ấy mỗi ngày phải dùng những thực phẩm ngấm hóa chất độc hại. Trời khiến ông không biến cọng cỏ, cây tràm thành thứ khác, thành sinh cảnh khác, mà nương theo nó, ăn theo nó, giữ gìn nó. Dược sĩ Nguyễn Văn Bé, người anh hùng của chúng ta, thụ hưởng những điều bất tận. Nơi đây, Tiền Ngân đã đặt tên xã là Bình Phong Thạnh với ngụ ý bình an, phong phú và thịnh vượng. Anh hùng lao động, dược sĩ Nguyễn Văn Bé đã chứng minh thêm điều đó rất đúng. Hiểm họa cháy nổ luôn tiềm ẩn trong cuộc sống.